Hello quý vị và các bạn, ta đang đi trên đường Phạm Ngũ Lão. Đây có lẽ là bác bảo vệ đang đi bác kiểm tra các cái quầy hàng đã được khóa chưa. Đây là chợ Nguyễn Thái Bình, bên đây là cửa số 4. Bác ấy kiểm tra các cái quầy hàng này đã được khóa chưa. Tối nào là bác đi kiểm tra à? Anh ở đâu? Dạ con đi quay phim. Quay phim làm gì? Dạ. Ở nước ngoài về hả? Dạ. Ở nước nào? Ở Mỹ. À, tại đây có một mình hay là Đi cùng mấy anh em nữa mà con đi quay chơi thôi. Quay chơi. Có đi về Hà Nội chơi không? Có, con về mới vào tuần trước. Anh đi qua bao nhiêu năm rồi? Dạ mới hơn chục năm thôi ạ. Về thấy lạ không? Dạ, lạ. Về Hà Nội thấy lạ không? Đâu cũng lạ hết. Giờ Việt Nam mình phát triển nhanh quá. Nhưng mà chợ này thấy là vẫn như xưa, chưa thấy thay đổi gì nhiều. Có dự án gì sửa hay là xây mới không bác? Chưa biết. Vì con thấy là tầm khoảng năm 2003-2004 nó vẫn vậy à? Chỉ chưa có biết, do kinh phí của quận thôi. Quận đó. Chỉ có là cái bến xe buýt là rời về đây đúng không? Còn cái chợ chỗ... Nhưng mà đến 2020 á. Dạ. Đầu công viên 239 đó, nó sẽ dẹp hết, nó sẽ là Suối Tiên. Bến Thành Suối Tiên đúng không? Rồi 2020 đi anh về. Dạ dạ. Anh về anh đi nữa. Rồi rồi. Có dạy chưa? Dạ. Chưa bác ơi. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ 40. 40 sao không lập gia đình đi? Trời ơi, chưa có ai. Bây giờ tôi dẫn anh về quê chơi. Quê bác ở đâu? Dẫn về quê miền Tây nè. Nhưng mà bác là miền Tây là ở đâu? Ông ở Cần Thơ hay Châu Đốc hay là Long An. Nhưng bác quê gốc ở đâu? Gốc quê tôi ở ngoài Bắc á. Ngoài Trung á. Ngoài Trung là đâu bác? Ở Quy Nhơn á. Quy Nhơn à. Tôi vô đây trước thời 54 lắm mà. Ủa vậy à? Bác năm nay Sài Gòn rẻ mà. Con tưởng bác người Sài Gòn chứ. Dân Sài Gòn. Dạ. Mãi từ nhỏ lắm. Mà thấy Bùi Viện này giờ cũng phát triển. Anh đi khoảng 10 năm sau về anh thấy lạ. Hôm nay tôi được gần 60 rồi. Nhìn bác trẻ quá, tưởng chí mới chỉ khoảng 50 chứ mấy. 58 rồi. 58 à. Rồi. Thôi chào bác con đi nhá. Rồi chúc bác sức khỏe nhá. Rồi thì thưa quý vị các bạn là bác ấy tưởng là Tuấn Dương là Mỹ về thì thôi, thực ra Tuấn Dương lại tan nước theo mưa thôi. Thế nhưng mà Tuấn Dương không phải là từ Mỹ về. Khi bác ấy thấy mình đeo cái túi phía đằng trước nhìn giống Việt kiều quá nên bác ấy tưởng như vậy. Nhưng mà thôi, Tuấn Dương tính chính với các bạn là Tuấn Dương là người Việt Nam nhé, chưa có qua Mỹ bao giờ cả, sắp qua rồi. Có điều kiện là Tuấn Dương sẽ qua Mỹ để chơi, thì đi khám phá Sài Gòn, đôi khi gặp bà con cô bác thì Tuấn Dương cũng rất là mừng. Đây là nhà xe. Có thì lại là ngoài đây, bên đây là cái phía bên công viên 23 tháng 9, chỗ kia là cái nhà thờ liệt sĩ. Đây chúng ta đang đi về phía ngã tư Đỗ Quang Đầu và Bùi Viện. Đây, hai cái người Tây.
Sài Gòn có các cái chuỗi là Circle K này họ bán đồ rất là rẻ. Quý vị về Việt Nam thì nhớ ghé đây mà mua, rất là rẻ. Đây cô này bây giờ này họ đi đổ rác này, họ sẽ đổ, anh ấy chứ không phải cô, đi đổ rác, anh ấy sẽ gom rác. Cái xe này nặng quá, sẽ đẩy đến cái chỗ gọi là các cái bãi tập kết. Ở đây thì có cái quán phở Quỳnh, đây là góc Phạm Ngũ Lão và đường Đỗ Quang Đồng. Đây các bạn nhìn nó đen đen mờ mờ, cái là nhà thờ Huyện Sĩ đấy. Đi ra kia là ngã tư Lê Lai và Tôn Thất Tùng. Đây là ngã ba Đỗ Quang Đầu, cắt với lại đường Phạm Ngũ Lão. Ở góc này nó có cái quán là Phở Quỳnh, thì Tuấn Dương cùng với các cái người bạn cũng đã từng ăn ở đây rồi. Đó, những các cái nam thanh nữ tú thì tới đây ăn. Taxi Việt Nam đấy, taxi Sài Gòn 028 38 27 27 27. Đây là hàng taxi Vinasun. Và ngay đây là số 325 Phạm Ngũ Lão, là cái nhà hàng Long Phi, nhà hàng cà phê ca nhạc Long Phi kiêm khách sạn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ vào cái khu Đỗ Quang Đầu để đi vào phố Bùi Viện nha các bạn. Lúc này thì họ có nhận giữ xe này, giữ xe cho khách đi, đi vào Bùi Viện chơi. Ở Sài Gòn thì có một cái vấn đề là rác khá nhiều. Cái đó thì Tuấn Dương nghĩ rằng là chưa thể ngày 1, ngày 2 mà xử lý cái vấn đề rác thải được. Nếu như mà thành phố của chúng ta mà Sài Gòn đó mà xử lý được cái vấn đề rác thải thì sẽ rất tuyệt vời. Tuấn Dương nghĩ như vậy. Đây, trong các cái con hẻm này thì họ cũng bán cà phê, rồi khách sạn, nhà hàng. Ở các cái quán bar thì họ cho những các cái cô gái đẹp ngồi ở phía đằng trước. Út Huệ, bún bò Huế, tiếng mì, hỏi cuốn, các cái món ăn ngon. Đây, 26 đường 49A Đỗ Quang Đầu á. Cái vỉa hè đây khá là nhỏ, không đủ chỗ. Wow. Hai chiến binh đứng đầu, đứng gác ở cửa. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái khu ngã ba Bùi Viện và Đỗ Quang Đầu á. Zero T. Wow, cô này có đi cũng mang theo cả chó đi chơi. Wow.
bác này bác ấy đi biểu diễn xiếc và có theo con chăn đấy. Đó. Góc đường Đỗ Quang Đầu và đường Thủy Nguyễn nha các bạn. Bên kia cái quán 159. Quán hot hơn đó. Video của clip của Tuấn Dương xin phép tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút like cho video.